Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình Tóc Đẹp Mỗi Ngày do công ty Body Barbershop sản xuất. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ thứ năm và chủ nhật hàng tuần trên kênh fanpage Body Barbershop và kênh YouTube Body TV. Xin mời quý vị và các bạn đón xem. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Tóc Đẹp Mỗi Ngày được thực hiện bởi Body Barbershop TV. Mình là Tom Nipper. Mình là một barber, là một thợ cắt tóc nam đang làm việc tại Body Barbershop chi nhánh 1, địa chỉ 494 Nguyễn Văn Quá, phường Đông Thuận, quận 12. Hôm nay mình sẽ thực hiện cắt và tạo kiểu tóc cho một bạn khách. Hãy cùng mình đón xem mình thay đổi cho bạn đó như thế nào nhé. Xin chào bạn có thể giới thiệu về bạn một chút không ạ? Chào anh, em tên là Đỗ Tĩnh và em hiện tại đang là sinh viên năm 2 của trường sân khấu điện ảnh Sài Gòn. Và ngày hôm nay em đến với chương trình là hy vọng là em sẽ thay đổi được kiểu tóc của mình. Tại vì bình thường em hay trung thành với kiểu mà Korea, nên là em muốn mang một cái gì đó để mới mẻ cho cuộc sống. Rồi hy vọng là hôm nay em sẽ được tư vấn để thay đổi một kiểu tóc hợp với mình hơn. Rồi, cảm ơn bạn đã tham gia chương trình này. Thì chương trình sẽ là thay đổi cho bạn là hoàn toàn khác, tư vấn cho bạn là kiểu tóc phù hợp nhất. Thì xin mời bạn cùng nhé. Cảm ơn anh. Của mình thì nó hơi khô ha, lại nó hơi mỏng nè. Thì bây giờ anh muốn thay đổi á, bây giờ em sẽ cắt gọn xung quanh cho anh. Còn hồi trên là mình tạo kiểu anh được hết. Còn hồi trên mình sẽ cắt ngắn gọn lại, còn muốn phồng lên để mình tạo cái đầu phồng cho tóc, tại vì tóc anh nó hơi mỏng. Yeah. Là một cái sự thay đổi thật là bất ngờ. Thì không biết là cái sự thay đổi lần này thì bạn cảm thấy như thế nào? Thật sự thì em vô cùng là hài lòng. Tại vì em cũng đã đi nhiều barbershop, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà em được trải nghiệm một trong những cái quy trình rất là chuyên nghiệp, và anh thợ cắt tóc cho em rất là tỉ mỉ và chăm chút. Trong quá trình em được trải nghiệm thì em còn cảm giác là nó như là đúng là thật sự là mình thay đổi cái phong cách của mình. Và em hy vọng là những bạn trẻ ngoài kia nếu mà còn chưa được một lần được thử nghiệm thì mình hãy tới đây để được trải nghiệm một lần được thay đổi phong cách và mang lại cho mình cuộc sống thú vị hơn. Vâng ạ. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem và theo dõi. Thì đừng quên bấm nút đăng ký và theo dõi fanpage Body Barbershop để theo dõi những tập tiếp theo của chương trình.